cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ: người ta sẽ cha hai anh em bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy, đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc giả điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bà nội đánh đổ. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống. Đông là lời Chúa. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Kính thưa cộng đoàn, chấp hành lời Chúa hôm nay cho tin mừng Thánh Luca cảnh báo cho chúng ta không chỉ về mạng sống thể xác, nhưng mạng sống ở đây gồm cả linh hồn đấy. Khi đối diện với biết bao nhiêu khó khăn thử thách trong cuộc đời, không những xảy ra những hiện tượng thế giới và xã hội, nào thì đại dịch, nào thì chiến tranh, nào thì mưa bão lũ lụt, tất cả những hiện tượng đó nguy cơ làm cho mạng sống của chúng ta bị đe dọa. Nhưng hơn thế nữa, trong đời sống nhiều hiện tượng diễn ra, những hiện tượng vô thật, những hiện tượng khủng hoảng, tất cả những nguy cơ đó làm cho phần linh hồn của chúng ta đôi khi bị đánh mất. Chỉ vì vậy, tin mừng và những ngày cuối năm phục vụ này mời gọi chúng ta cảnh giác, tỉnh thức, mời gọi chúng ta giữ vững đức tin dù biết bao nhiêu trong chiều thử thách. Nguyên truyền chúng ta sống đúng sự thật, nguyên truyền chúng ta sống tốt, nguyên truyền chúng ta dám làm chứng cho Chúa giữ một xã hội đầy biến động, giữ một xã hội đầy gian dối, giữ một xã hội vô thần này. Xem chúng ta khó. Khó không có nghĩa là không thể, bởi vì chính ơn của Chúa hiện diện trong tâm hồn mỗi người chúng ta, chính đức tin mà chúng ta xác tín từ khi chúng ta bước theo Chúa nói lên điều đó. Hôm nay Chúa còn mời gọi chúng ta đi thêm một bước nữa, cho dù chúng ta có phải đối diện với những thử thách nghịch cảnh, kể cả những người chống đối cách nào đó, từ những việc chống đối nhỏ thôi trong đời sống, qua việc tiếp xúc, qua những công ăn việc làm, qua những quan điểm sống của thời đại này, chúng ta kiên trì để giữ vững đức tin, chúng ta can đảm làm chứng cho những giá trị của tin mừng. Điều đó cho ta thấy chúng ta đang thực hiện lời mời gọi của Chúa trong tin mừng hôm nay. Anh em hãy kiên trì để giữ vững đức tin, cho dù anh em có phải đối diện với những người gọi là thù ghét anh em, thì anh em hãy tin rằng chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan. Điều đó cho ta thấy Chúa hứa ban thánh thần cho mỗi người chúng ta. Chính vì vậy chúng ta tạ ơn Chúa vì ơn này. Chúng ta tạ ơn Chúa vì ơn thánh thần luôn luôn hiện diện trong đời sống của mình, với điều kiện chúng ta xác tín
giữ vững đức tin, đó là điều kiện chúng ta tin chắc rằng chúng ta sống có Chúa Thánh Thần hoạt động hướng dẫn để chúng ta can đảm làm chứng cho Chúa, và cái chúng ta dám can đảm sống sự thật, sống làm chứng cho Chúa giữa xã hội gian dối. Chỉ có như thế, giá trị và ý nghĩa của người Kitô chúng ta mới hiện hiện và tỏ lộ rõ ràng, và chỉ có như thế chúng ta mới minh chứng cho Thiên Chúa rằng chúng ta vẫn kiên trì để giữ vững đức tin, cho dù phải đối diện với biết bao nhiêu thảm trạng, biết bao nhiêu khó khăn thử thách trong cuộc đời. Lạy Chúa, xin Chúa cho mỗi người chúng con giữ vững đức tin, cho dù chúng ta có phải đối diện những khó khăn thử thách, những hiện tượng xảy ra, những biến cố xảy ra, kể cả những cam đến nặng sống của chúng con về kẻ lý cũng như tâm hồn, với tất cả sự xác tín rằng chính cái thần soi sáng chúng con kiên trì sự vững đức tin, xin Chúa cho chúng con luôn xác tín.